Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YoFit cùng với series những kỹ thuật tập luyện cơ bản dành cho người mới tập. Thì ngày hôm nay Minh cùng với Trung sẽ hướng dẫn các bạn tập luyện một cái bài gọi là tập vai, xây dựng tối đa cái phần cơ vai giữa, cái nhóm cơ mà nó sẽ tạo một cái vẻ thẩm mỹ một cách tốt nhất, có thể nói là 100 điểm luôn. Nó sẽ làm cho cái phần vai của các bạn rộng ra và các bạn có thể thoải mái diện những cái áo, ví dụ như là áo thun hoặc là cái áo polo như hai đứa mình đang mặc đây, rất là đẹp và sexy. Và kỹ thuật động tác tập luyện nó như thế nào và những cái lưu ý gì cần tránh thì mời các bạn theo dõi clip sau đây. Và đầu clip thì Minh sẽ mời Trung tập từ 3 cho tới 5 rep để cho mọi người có thể hình dung được tổng quan cái bài tập này nó như thế nào. Rồi, mời Trung. 2 3 4 5 6. Rồi, ok. Thì vừa rồi Trung đã thị phạm được từ 5 cho tới 6 cái cho mọi người về cái bài tập nâng vai với tạ đơn, hay còn gọi là side lateral raise. Thì cái bài tập này nó sẽ setup như thế nào? Thì đầu tiên các bạn sẽ chọn một cái mức tạ. Lưu ý ở bài tập này là nên chọn mức tạ từ nhẹ cho tới vừa phải, có nghĩa là không được sử dụng mức tạ nặng trong cái bài tập này. Đó là mình nói rõ luôn cái quan điểm của mình. Thì mục đích là để cho các bạn có thể kiểm soát được tối đa cái động tác, bởi vì khi các bạn nâng tạ lên như thế này và hạ tạ xuống thì nó sẽ cái cánh tay các bạn sẽ chịu lực một cái lực rất là lớn. Nếu như các bạn tập luyện một cái động tác một cái mức tạ nặng thì nó sẽ gây lên chao đảo cái phần cơ thể và các bạn sẽ có thể chích, có thể ăn gian rất là nhiều, gây ảnh hưởng tới cái phần khớp gối cũng như là cái phần khớp vai của các bạn. Rồi, đầu tiên là chọn mức tạ, thứ hai là các bạn cầm tạ, và cái điểm xuất phát tạ thì lưu ý sẽ bắt đầu từ khu vực từ khoảng hông, từ cái phần thắt lưng là ok nhất. Và cái phần tay các bạn nên lưu ý là không thẳng duỗi, không duỗi và khóa khớp tay như thế này, mà các bạn nên để là tay hơi cong nhẹ như hình. Rồi, và khi các bạn nâng lên thì lưu ý là sử dụng, tập trung suy nghĩ vào cái phần cùi trỏ và sử dụng cái phần cùi trỏ này nâng lên, nó nâng lên tới ở ngang vai là ok. Có nghĩa rằng cái phần tay nắm này nó sẽ như là một cái móc để móc cái phần tạ vào thôi, và cái động tác chính sẽ là do cái phần cùi trỏ nó thực hiện, nâng cánh tay lên đó. Rồi, còn một cái rồi đó là những cái kỹ thuật động tác cơ bản. Và những cái lưu ý của mình ở cái động tác này đó chính là, thứ nhất là các bạn sử dụng cái phần tay, có nghĩa là cái phần cẳng tay này quá nhiều đó. Khi các bạn tập cái phần cẳng tay này quá nhiều sẽ vô hình chung là nó lên như vậy, thì nó sẽ không tác động vào cái phần vai giữa như mong muốn, như cái mục đích mà bài tập này mang lại. Thứ hai là các bạn nâng tạ lên quá cao đó, đẩy tạ lên quá cao như vậy thì vô hình chung nó sẽ vẫn gây ra một cái áp lực rất là lớn lên cái phần cơ ổ khớp vai, tại vì cái bài tập này mình tập nhiều rep mà thường thường là sẽ từ 15 tới 20 rep, vậy thì chắc chắn thì nó sẽ ít nhiều gì nó cũng sẽ gây ra áp lực lên cái phần khớp vai rất là lớn. Rồi, tiếp tới đó là cái phần ăn gian bằng cách nhún chân. Đây, khi mà các bạn đó tập nặng thì đó nhún chân như vậy đó, vô hình chung nó sẽ gây một cái áp lực rất là lớn lên cái đầu gối, tại vì đầu gối nó sẽ chịu nâng đỡ là nguyên cái thân người cộng với lại tạ nữa, mà các bạn nhún liên tục như vậy thì nó sẽ gây ra cái phần đau khớp gối không đáng có trong cái bài tập này. Thì điểm của mình là các bạn nên đứng khóa hết cái phần từ thắt lưng đổ xuống để tạo được một cái bệ đỡ chắc chắn, và ở phần trên các bạn cứ tập như vậy thôi là được đó. Từ từ dùng cùi trỏ nâng khớp vai lên, nâng tạ lên để tác động vào cái phần cơ vai giữa này, để nó xây dựng cái phần cơ vai rộng hơn. Rồi, thì trên đây là những cái lưu ý và cái kỹ thuật động tác cho cái bài tập side lateral raise, hay còn gọi là bài nâng vai giữa với tạ đơn. Thì mà mình mong rằng cái clip này sẽ
hướng dẫn, thầy sẽ cho các bạn là một kỹ thuật chính xác nhất, cũng như là một cái cơ sở tham khảo để các bạn tránh được những cái lỗ sai mà mình hay mắc phải. Rồi, nếu như các bạn thấy hay thì hãy vui lòng nhấn subscribe cho kênh YoFit để chúng mình có thể thêm nhiều động lực để tạo thêm được nhiều cái video hướng dẫn mọi người thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những phần tiếp theo.